Quan Âm ngự trước án tỳ ta, Bồ Tát Tăng Thiên Già Na Đức Hộ Pháp gì vừa đăng thiên ni thương phần thần vô lượng vô biên. Thank you.
bê ba bản đàn hoàng sa
xa bốn đắc thủ nai từ cần án đeo hóa phương ngành pháp sư vì các công an hạ hạng thể hiện rất hạn thường là phong vấn phù bàn lỗ tiền ngàn ngự phần tẩm tê lệ phật quốc lưu ý cùng đấu viên nhờ thiền vị thiết cùng đấu viên địa phủ phong đồ cùng đấu viên thủy phủ phù nam cùng đấu viên dương phủ đại nhà cùng đấu viên vì ngàn vật tình chi cho các không hòa yêu hồ đắc trợ duyên và yêu quay Phật hóa giáo trùng hữu hăng hồ chân ngôn tác phản hăng hoàng hàng tâm phát chỉ Phật hóa phục ngành thuật mình trong tiết tù trí quán pháp đạo hiệu quan nữa vì điện tật tiền sứ giả á na chẩn thử thiên phủ tứ tiền sứ giả á na chẩn thử địa phủ thiền na sứ giả á na chẩn thử thủy phủ không ngành sứ giả á na chẩn thử đương cảnh thổ thiên liên quan á na chẩn thử về nữ nhân nhận viên quý thiểu thập nhị nguyên linh pháp sư tôn nhật mộng thân thời cương đàn pháp sư thần sa môn phụ hoàng đồng bát ba mê bát minh đồng bát ba mê bát minh đồng sở có hòa bài người tăng ni đông linh muôn loài. Nam
đẹp phổ tâm vô nghĩ năng cảm động cô thánh hiền tất thì cô tự ảnh hưởng cô quý quên đêm càng xin biết nhận thứ và đàn giao thứ hoàn hợp đàn chính là đi đến một bàn đường Thank you.
dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cánh trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm má đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ say. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tay gần làng tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát phong tự. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đại gia ba gì qua thì xa hát được sáng về sai về về sai về về sai xa tam bồn điện đế xa quan tâm linh cảm chân tôn ấp ma đi bát minh nhờ ma hạt nghe ra ma đi bát minh nhờ quan 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 ma đi bát minh nhờ bát minh nhờ bát ma đi 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 thank you.
phong thanh hướng cả tôn giác phổ chiếu giáo khai quang chân ngôn tận đời. Thank you.
linh sáng rồng rồng chân thủ năm năm phương y quan tài sơn tùy đa đa sa mẫu đông cung nghi qua tuần nở quán thường ngàn người tôi anh linh hồi nhớ công đồng đồng ngày văn văn võ đi bà quan đi Sắp
cần thình lình thiên sĩ thần và kỳ hùng văn ơi liệt vì bách linh đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể nhân dân. Hôm nay ngày lành tháng tốt, ban liên kết năm tổ dân phố Long Du long trọng tổ chức lễ khánh thành miếu Hai Cô, một địa điểm tâm linh hết sức quan trọng của nhân dân Long Du và khách thập phương. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu đến dự lễ khánh thành miếu Hai Cô hôm nay về đại biểu phường có đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bồ Đề. Xin mọi người nhìn lên màn hình. Về phía tổ dân phố có ban đại diện các ông bà lãnh đạo trong ban liên kết của năm tổ dân phố Long Du, các ông bà trong ban lãnh đạo của năm tổ dân phố Long Du cùng toàn thể các cụ, các bà và nhân dân Lâm Du và khách phương đều có mặt đông đủ tại miếu Hai Cô. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía các thầy, tôi xin giới thiệu có thầy Đức trụ trì chùa Hàng Hành bên Hà Nội về dự lễ khánh thành với ngày hôm nay. Xin mời ra nhiệt liệt hoan nghênh. Có thầy Đức trụ trì chùa Lâm Du cũng đến dự cái lễ khánh thành miếu Hai Cô. Xin mời ra nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Lan, trưởng ban liên kết năm tổ dân phố Lâm Du lên đọc quá trình xây dựng tôn tạo miếu Hai Cô. Xin kính mời bà. Thưa các cụ, kính thưa các quý vị đại biểu, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, thưa toàn thể nhân dân đã đến dự khánh thành miếu Hai Cô hôm nay. Kính thưa các cụ, các quý vị đại biểu, miếu Hai Cô có bề dày lịch sử khoảng 300 năm về trước. Nơi đây thờ Hai Cô, Trần Triều hay còn gọi là Sứ Đồng của nhân dân Long Du cũ. Hàng năm, các cụ cùng toàn thể nhân dân tổ chức làm lễ cầu mát cho dân, bà con nhân dân được sức khỏe, thành đạt, các cháu học giỏi, thảo hiếu. Xong quá trình nhân dân xây dựng lâu năm, ngôi miếu đã xuống cấp và bị đổ, chỉ còn một nền móng. Bệ thờ và bát nhựa âm nhang nhân dân tự tạo bằng tôn tre, bằng các cụ, các già ở Lâm Du vẫn luôn ước nguyện tu tạo ngôi miếu Hai Cô ở Sứ Đồng có nơi thờ tự lâu dài, khang trang đẹp đẽ, phù hợp với sự phát triển bằng nguồn xã hội hóa. Trời Phật sắp đặt sự linh thiêng của phù hộ độ trì cho Hai Cô. Khi kế hoạch xây dựng được khởi công, toàn bộ các già, các toàn thể nhân dân đồng lòng nhất trí hưởng ứng, mỗi người một ly một lai theo điều kiện của mình. Nhiều người thì có 150 triệu, 100 triệu, 50 triệu, 20 triệu, 10 triệu, 5 triệu, ít nhất 1 triệu và 100 nghìn đồng. Nhân dân Long Du chúng tôi rất cảm ơn và biết ơn tấm lòng của các gia đình cúi xin hai đầu Hai Cô phù hộ độ trì tất cả mọi người trong và ngoài Long Du của chúng ta. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các quý vị đại biểu, được sự đồng nhất của nhất trí ngày mùng 2, ngày 22 tháng 4 năm 22, tức là ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch Nhâm Dần, ngôi miếu được khởi công và kiến trúc truyền thống cổ kính với tổng diện tích là 55m, với sự dự trù kinh phí xây dựng là đồ thờ 1,5 tỷ. Với nguồn kinh tế xã hội, có gia đình ủng hộ bằng tiền, bằng vật liệu, đồ thờ. Tính đến nay, mùng 1 tháng 12 âm lịch đã có 673 triệu 300 nghìn đồng. Trong thời gian tới, với công việc tiếp xúc nhận được sự quan tâm của tất cả tấm lòng hảo tâm, phát tâm công đức, trong mỗi lễ trọng thải thì hôm nay, ngày mùng 9 tháng 12 năm Dần âm
Nhâm Dần xin được trịnh trọng tuyên bố trước các già, toàn thể nhân dân Lâm Du khách thập phương thành khánh thành miếu Hai Cô. Trước linh thiêng miếu Hai Cô, chúng con xin cầu cho đất nước ngày càng phồn vinh phát triển. Chúc toàn thể các cụ và các ông các bà trong Lâm Du luôn toàn mạnh khỏe, thương yêu cùng tiến bộ. Kính chúc các quý vị đại biểu, các quý khách lời chúc sức khỏe, lời chào hạnh phúc và thành đạt nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các cụ chuẩn bị được ban tổ chức yêu cầu nhờ các cụ cắt băng khánh thành lễ miếu Hai Cô. Thank you.
và con thủ đức xin cảm ơn đội Múa Lân đã mang đến một tiết mục rất là sinh động cho phục vụ lễ khánh thành miếu hôm nay. Sau đó thì mời các cụ công an và đại biểu từ sân nhà văn hóa Núi Nước và chuẩn bị đội lễ xu lộc. Năm miếu rõ ràng các cụ tiên nàng dân hoa sang canh ba đừng ngờ đêm giờ tí hiện ra người mỹ nữ thần tiên non dâu áo trắng hài xin Chúa thương đến kẻ khó lòng nhiều hơn xưa. Phút biên đi về nơi bản cảnh cánh sai tiên nàng đúng nghi linh dâng hoa chân gian đạo bát điều. Cùng quỷ ngay Chúa hành liệt liệt đi vì chân tay phải đi thình thành mời từng câu con vần vần đã hát nguyện cầu tình lai tiên Chúa sáng.